Chiều nay tại hội trường, Quốc hội nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023. Theo báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 do Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước trình bày, tổng số tiết kiệm kinh phí vốn nhà nước năm 2023 theo báo cáo của các bộ ngành địa phương là 83.000 tỷ đồng. Công tác quản lý mua sắm tài sản công tại các bộ ngành và địa phương tiếp tục chuyển biến, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công tiếp tục được cập nhật vận hành có hiệu quả. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, đã cập nhật 2,23 triệu tài sản với nguyên giá là 2,3 triệu tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 còn một số tồn tại như tình trạng nợ động, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để. Việc cắt giảm thủ tục hành chính có lúc có nơi còn chậm, chưa kịp thời quyết liệt. Thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn rườm rà phức tạp, việc sắp xếp kiện toàn tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian còn một số bất cập. Trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề xuất chính phủ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những vi phạm trong đấu thầu, triển khai các dự án đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư. Cũng trong chiều nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ.